Xin chào các bạn. Hôm nay mình có một trò chơi mới. Trò chơi nói chung nó cũng ít phổ biến đó các bạn. Trò chơi là, nói chung là trò chơi này là nó từ thời cổ đại xa xưa rồi. Bữa nay cũng có một số địa phương chơi thôi chứ nó không có phổ biến dữ lắm các bạn. Trò chơi là trò chơi rồng rắn. Trò chơi rồng rắn nha các bạn nha. Cũng như thể lệ chơi như thế này là có một người mẹ sinh một đàn con lòng rắn như vậy, sinh một đàn con, có một con quỷ nó tới, nó tìm bắt con, và con đàn con mẹ thì bảo vệ đàn con, nên là mỗi khi mà con quỷ bắt được một đứa con nào là cái đứa con nó thành quỷ lại, là cái con quỷ đó thành người, nói chung là vậy đi cho nó dễ hiểu, thành người rồi nó nhập vô đàn con của con mẹ đó nha các bạn nha. Cứ thứ tự như vậy mà làm. Ví dụ nó thành quỷ rồi bắt đầu đi bắt con, bắt con đó là bắt được đứa con nào là đứa con nó thành quỷ, là ra bắt đầu đi bắt con tiếp. Cứ cũng như nó giao với nhau là những cái chuyện là người thành quỷ, quỷ thành người nha các bạn. Trò chơi là rồng rắn như vậy các bạn ơi. Bây giờ mình tổ chức trò chơi, bây giờ mình triển khai trò chơi. Bây giờ các con đứng vô đây, bây giờ con làm quỷ đi, thằng này làm quỷ được rồi, con đứng đây rồi, con đứng đứng xe chém con kia rồi, hai con đứng này rồi, con đứng đó đi rồi, đứng này xe qua đây, xe qua đây rồi. Các bạn bây giờ chơi rồng rắn như vậy, các bạn chơi rồng rắn nè. Bây giờ bắt đầu con gái này là làm mẹ của một bầy con, mà này con quỷ đi ra đi bắt con của đàn con này. Rồi bây giờ bắt đầu diễn con. Mệt. Em đi rồng rắn lên. Rồng rắn ở đây. Rồng rắn lên đây, em đi đâu đó. Có đàn con ở nhà. Bắt đi, à bắt. Đụng đứa nào rồi? Coi như đụng được đứa nào đứa đó chết. Đụng đứa nào chưa? Nó kìa. Rồng rắn lên mai là như vậy các bạn. Được áo vàng nào? Chưa hả? Chưa đụng hả? Đụng là chết rồi. Áo vàng lại. Thằng nón vàng. Chỉ coi đi áo vàng thôi. Nón vàng không phải áo vàng. Chưa nào mẹ mới đụng mà. Chưa thì không luôn. Vậy rồi. Đụng nghe áo rồi thôi. Rồi bây giờ con rồng rắn ở đây. Rồng rắn ở đây con nói bắt đầu. Rồi con thế cho bạn phải không? Bạn này thấy bạn kia đi đâu đó. Rồi. Bạn này thế bạn kia. Không. Có chứ sao tao không có. Rồi rồi. Lòng nhớ là rồng rắn là vậy các bạn. Có thằng này chết chưa? Bảo vệ con, đông con quá. Mày cứ chạy mà chơi rồng rắn là vậy các bạn ơi. Thôi đứa nào chết. Chết hả? Là mấy mấy đứa bị rồi. Mấy con bị hả? Bị rồi bây giờ bị lại rồi. Chơi rồng rắn như vậy các bạn. Bây giờ bắt đầu đọc mấy con. Bắt đầu chơi tiếp tục. Rồng rắn ở đây, ông đi đâu đó? Có thằng con ở nhà không? Không. Có chứ đâu con bắt. Chơi là vậy các bạn ơi, rất là vui. Mà chưa đụng con. Chưa đụng chơi lại. Nói chung chân đập đụng người mới là chết. Rồi rồi bắt đầu nói lại. Rồng rắn ở đây, ông đi đâu đó? Có con ở nhà không? Không. Có chứ sao con bắt. Đụng ngay rồi. Đụng lại rồi phải không? Các bạn ơi, đụng người nào là người đó chết, thành quỷ lại. Rồi, giúp bạn không? Đây con về chơi đi. Con có về thì về. Ở đây ha. Rồi thôi lát nó về. Rồi con nói đây con. Chơi rồng rắn là như vậy các bạn. Rồng rắn ở đây, ông đi đâu đó, có đàn con ở nhà không?
Có chứ sao không, bắt là chơi. Rồi, thằng áo đỏ bị chết rồi. Con chết hả? Rồi. Rồi, đứng lại con. Chơi rồng rắn là vậy các bạn ơi. Rồi bây giờ bắt đầu con lại đứng đây, đứng đây, đứng đây. Đứng đây nè. Rồi. Con xé xé qua đây. Con đứng nói đây, xé xé qua đây nè con. Rồi. Nói rồng rắn ở đây đi. Rồng rắn ở đây, ông đi đâu đó? Có thằng con ở nhà không? Không. Có chính là không? Quát. Đứng này. Rồi. Rồi, chút xíu nữa. Chơi rồng rắn này như vậy các bạn. Có quà nữa. Rồng rắn ở đây, ông đi đâu đó? Không. Rồi đứa là chết. Mà chết hoài vậy. Đó là tổng cộng mấy đứa chết rồi. Dạ hả? Bị sao làm? Rồi, bây giờ thằng nào bị ai làm? Rồi chuẩn bị nào bây giờ. Bây giờ mới rồi chơi tiếp. Không, chú nãy. Rồi thôi thôi kể nó đây thì lát nữa. Rồi bây giờ con lên đây. Rồi con nói đi. Rồng rắn ở đây, ông đi đâu đó? Có thằng con ở nhà không? Không. Có chứ sao không? Hả? Đứa nào chết? Thôi kệ, hết đụng là chết rồi. Mày phá vậy. Đụng cái dần đụng. Dạ. Rồi bây giờ tí nữa con. Bây giờ bắt đầu. Vô nắm vô. Bé ngay. Rồi đi. Rồng rắn là như vậy, trò chơi dân gian các bạn ơi. Phổ biến từ xa xưa đến giờ nhưng mà ít phổ biến lắm. Bữa nay mình sưu tầm lại cho các cháu nó chơi cho vui. Bây giờ chơi đi con, bây giờ bắt đầu. chạy lẹ lên. Chạy vô đây nè con. Chạy vô đây nè. Thôi, thằng áo đỏ trúng rồi. Rồi áo đỏ trúng vậy các bạn. Rồng rắn này vậy các bạn ơi. Lát nó tiễn một bé đứng nhất. Rồng rắn ở đây, ông đi đâu đó? Có đi con ở nhà không? Không. Còn đi sao không bắt? Chị đồng đi. Rồi áo trắng bị không? Không? Có dừng đụng á con. Rồi chơi tí nữa con. Thôi kể nó đi rồi chơi chơi. Chơi vậy nữa. Rồi chơi tí nữa là xong. Cũng như cái cách chơi này nó cũng dễ chơi các bạn. Hai lần cuối cho chú hai lần. Hai lần nữa bây giờ chơi hai tua nữa. Chơi hai tua nữa các bạn ơi. Bây giờ chơi con. Không sao rồi. Nắm vô chơi. Thôi chú ơi. Chạy giờ chú ơi. Không thôi, để nó chút xíu rồi. Không để thôi đứa nào xung phong tới thằng này đi. Thằng này vậy thôi. Này xì cà que cho ra đi. Không bị với chú. Không bị với nhỏ. Cho thằng nào lên đi. Không bị với chú. Rồi. Do bé ai cả.
bạn bạn kia nói chung là chơi không được, bây giờ thay bạn này, bạn này xung phong thế. Rồi chơi đi con, chơi đi, chơi cho vui. Đồng rắn ở đây đi con. Đồng rắn ở đây, em đi đâu đó. Có đi con nhà không? Không. Ô trắng bị mấy lần, hai lần hả con? Rồi đứng đây đi, đây đứng đây. Rồi. Rồi chút xíu nữa. Rồi rồi nó nắm vô con. Chân tôi nó nghỉ. Bây giờ bắt đầu chơi con. Rồi rồi. Cũng không mệt rồi, chơi. Con níu 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 theo mẹ chứ, mấy đứa con sao không níu theo mẹ? Không níu mẹ ở ngoài nó bắt chết luôn á. Thằng kia nó tự nguyện. Rồi. Mệt rồi. Con đứa này chưa bị. Nghỉ đi chứ. Bây giờ đứa nào thay mẹ cho con gái. Con thay mẹ phải không? Bây giờ một tua nữa các bạn. Rồi. Bây giờ giải con ở đằng sau đây. Đứa nào ra trước thay mẹ. Con thay mẹ phải không? Rồi níu áo này. Rồi bây giờ con ở đây đứng đây rồi. Níu áo. Ở đây. Rồng rắn ở đây. Rồng rắn ở đây. Không đi đâu đó. Không đi đâu đó. Có để con gì không? Không. Có chứ không? Ôm nó lại. Chạy qua đây nè con, chạy qua đây. Chạy qua đây nè con. Không có dễ rồi không? Chạy qua đây nè. Dễ thôi. Quýnh lộn không? Thằng này nó chưa biết chơi. Thôi thằng áo vàng này nghỉ đây con. Có đứa chơi được, có đứa không biết chơi các bạn. Người mà không biết chơi, mày cứ đứng ra bên kia không à mày. Nói chung là mày với nắm áo được rồi. Rồi bây giờ vậy thôi, giải được rồi con. Ý là mình phổ biến trò chơi vậy cho các cháu thiếu nhi nó biết được cái cách chơi để chơi cho vui. Đây là trò chơi cũng phổ biến thời cổ xưa các bạn, nói chung là xa xưa rồi. Từ cái thời cũng như là thời ăn lông ở lỗ. Rồi vô đây con, vô đây chuẩn bị chú chọn ra trong này cũng có đứa bị đứa không, chọn ra đứa xuất sắc. Mẹ chưa bị con, hai đứa này chưa bị. Rồi mẹ cũng chưa bị. Mẹ chưa bị. Để chú chọn. Rồi bây giờ qua đây. Rồi đây con, đây. Đi ba lần nữa. Rồi bây giờ đây. Đứa nào bị? Đứa nào bị? Bị hết rồi chú, trừ con đó hả? Rồi, đứa nào chưa bị qua đây, đứa nào chưa bị qua đây. Đứa nào bị qua kia. Rồi đứa nào bị qua đó. Rồi đứng đây là con, đứng đây. Mẹ thì chưa bị, mẹ không bị. Rồi được rồi. Bây giờ biết sao không? Chưa bị nhưng mà mình làm cái cách này cho chọn ra bé đứng nhất. Rồi đâu đứa nào chưa bị? Rồi, giờ là bị hết rồi phải không? Rồi bây giờ uống xì đi rồi chọn ra đứa đứng nhất qua đây. Gì ra mày? Hello các bạn. Theo con chọn. Rồi bây giờ uống xì đi con, bây giờ ba đứa uống xì rồi chọn ra đứa xuất sắc. Uống xì. Rồi uống xì. Đứng nhất hả? Đứng nhất. Rồi các bạn ơi, nói chung là cũng bị nhiều, còn có ba bé chưa bị. Như vậy bé này uống xì, cuối cùng là bé này cũng vô địch. Hồi bữa đạp xe đạp chậm, bé này vô địch không? Tên gì quên rồi. Cái gì? Long. Mà thứ gì Long? Nguyễn Văn Long hả? Nguyễn Dương Long là nhân Nguyễn vật Vương, hồi Vương. Nguyễn Dương Long, Vương Long, Vương Long ở Vương. Vương, Vương. Vương. Vương là Diêm Vương. Ôi các bạn ơi, bé Nguyễn Vương Long cũng đứng nhất hồi bữa đạp xe đạp chậm cũng vô địch. Bữa nay cũng chơi trò chơi này uống xì chơi bị hết. Còn ba bé uống xì bé này cũng vô địch. Vậy là bây giờ là bé có phần quà. Con bà quà bây giờ thôi. Còn quà cho con, bây giờ con có chia đều cho các bạn ăn cho vui. Ok, phát nữa nào lại thật chị. Rồi, trong đây. Đủ con. Đây con, lại, từ đó. Phát, đứng ra đi, phát đi con, đây nè, đó. Rồi phát đi con, đó.
phát có quà cho anh cho vui các bạn. Một bịch. Sao xịt con mình. Rồi phát đi con. Rồi được. Rồi. Được. Đây. Rồi phát 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 cầm đi con, cầm lưỡi con. Cầm hai đi. Rồi. Phát quà cho các cháu nó chơi các bạn ơi. Trò chơi này cũng xa xưa truyền lại, bây giờ mình sưu tầm cho các cháu nó chơi cho biết, sau này nó chơi cho vui rồi. Mong sao trong xã hội này Việt Nam các cháu nó thấy trò chơi này phổ biến cũng là khỏe cho bản thân các bạn. Bây giờ các con đứng đây, đứng nó vô để chào khán giả các bạn. Đứng vô đây, vô đây. Rồi rồi. Đây, không có làm được tính sao. Bây giờ cứ giật giật cái đấy đi. Ơi các bạn ơi. Bây giờ vậy, mình phổ biến trò chơi rồng rắn là như vậy các bạn. Thế lệ chơi cũng đơn giản thôi. Mà đều chạy nhiều thì có sức khỏe nhiều. Phổ biến cho trẻ em cứ như Việt Nam nó biết trò chơi là rồng rắn như vậy. Để các cháu nó phổ biến nó chơi cho nó vui. Trong những ngày hội lễ là những ngày đình miếu gì đó cũng được cho các bạn. Bây giờ bé vô đây con. Rồi bây giờ về các bạn ơi, trò chơi đã phổ biến xong rồi, cách thức chơi như vậy. Rồi đến nay mình đã triển khai trò chơi xong. Bây giờ mình cùng các cháu bye bye các bạn nha. Bye bye các bạn. Con của mình bây giờ nha. Má tụi nó được chơi tao chưa? Chưa 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 chư